Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Phần sổ tay y học hôm nay sẽ hướng dẫn hạ sốt cho trẻ đúng cách và những lưu ý khi chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai. Tiếp đến là bệnh viêm mũi xoang, nguyên nhân và cách điều trị trong phần hỏi đáp y tế. Câu chuyện cuối chương trình là về nỗi lo trẻ hóa bệnh đái tháo đường. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Sốt là tình trạng thường gặp ở trẻ nhỏ. Đây là phản ứng của cơ thể để chống lại các tác nhân như vi khuẩn, virus khi chúng tấn công vào cơ thể. Nếu không được chăm sóc kịp thời, trẻ bị sốt sẽ dẫn tới mất nước, mệt mỏi, suy kiệt cơ thể và gây nên một số biến chứng nguy hiểm. Đối với các bậc cha mẹ chưa có kinh nghiệm, việc con sốt cao sẽ khiến nhiều phụ huynh cảm thấy lo lắng, bối rối, không biết làm cách nào để hạ sốt cho trẻ. Ngay sau đây, bác sĩ Hà Thị Miền, Phó trưởng khoa phụ trách khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa Phụ Nối sẽ hướng dẫn các bậc phụ huynh cách hạ sốt cho trẻ an toàn và hiệu quả tại nhà. Sốt ở trẻ em người ta định nghĩa khi nhiệt độ nách cặp là 37 độ 5 trở lên hoặc là nhiệt độ môn cặp là 38 độ trở lên. Có rất là nhiều nguyên nhân. Thường gặp là nhóm nhiễm khuẩn, thường do vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng, các bệnh ác tính như là ví dụ như bệnh ung thư máu, một số như bệnh tự miễn gây sốt kéo dài, rồi các bệnh chuyển hóa, bệnh di truyền. Và cũng một số trường hợp sốt do dùng thuốc, ví dụ như là so tiêm phòng. Khi thấy trẻ có biểu hiện mệt mỏi, quấy khóc, ngủ lơ mơ, mặt đỏ hoặc là tái mét, rùng mình, thân nhiệt tăng thì có thể là trẻ đang bị sốt đấy. Các phụ huynh cần làm một số việc sau. Thứ nhất là để trẻ ở nơi thông thoáng, tránh gió lùa, dùng nhiệt kế thủy ngân, cặp ở lách hoặc ở ổ môn. Và thời gian cặp ít nhất là 3 phút. Nếu mà nhiệt độ từ 37 độ 5 đến 38 độ, thì lúc đấy mình cần nới lỏng quần áo, không đắp chăn, chỉ mặc quần áo mỏng và thường xuyên theo dõi nhiệt độ cho trẻ khoảng 1 tiếng một lần. Nếu mà nhiệt độ khoảng 38 đến 38 độ 5 thì mình cần chườm mát cho trẻ. Cái khăn sạch mềm nhúng vào chậu nước ấm như là nước tắm của trẻ. Sau đó thì vắt hơi ráo rồi chườm lên trán, nách, bẹn và lau khắp người. Chườm đến khi nào thân nhiệt xuống khoảng 37 độ 5 thì mình lau khô và mặc quần áo cho trẻ. Với trường hợp mà trẻ sốt 38 độ 5 trở lên, trẻ có tiền sử sốt cao co giật hoặc là mắc các bệnh tim bẩm sinh, viêm phổi hoặc là trẻ kích thích quấy khóc thì mình cũng có thể cho dùng thẻ dùng thuốc hạ sốt. Loại phổ biến nhất là paracetamol. Ở trên thị trường có rất là nhiều loại biệt dược, ví dụ như là Harpacol, Efferagang. Liều thông thường là từ 10 đến 15mg trên kg cân nặng một lần và cách 4 đến 6 giờ dùng một lần. Có thể dùng đường uống hoặc là đặt hậu môn. Nếu mà trẻ có hiện tượng co giật tại nhà do sốt, phụ huynh cần phải lưu ý đặt trẻ trên nền bằng phẳng thoáng khí, đặt đầu nằm nghiêng sang một bên để tránh trẻ tắc đờm dãi. Sau đó thì dùng vải mềm đặt vào miệng trẻ để tránh trẻ cắn phải lưỡi, gọi xe cấp cứu để đưa trẻ đến cơ sở y tế. Một việc nữa cần lưu ý là phải điều trị nguyên nhân gây sốt, thì trẻ cần phải được thăm khám để xác định nguyên nhân gây sốt để điều trị đúng. Những sai lầm thường gặp khi điều trị hạ sốt cho trẻ tại nhà. Thứ nhất là quấn kín hoặc là mặc quần áo quá nhiều dẫn đến trẻ làm tăng nhiệt độ và không thể hạ được sốt. Chẩn đoán sốt thì dựa vào bằng cảm giác, dùng tay sờ lòng bàn tay, lòng bàn chân mà lại không dùng nhiệt kế. Như thế thì sẽ không đúng, tại vì nhiều trường hợp là trẻ sốt cao nhưng mà chân tay lại lạnh. Vậy mình không dùng cặp nhiệt độ thì mình sẽ không biết được lúc đấy là trẻ sốt. Dùng hạ sốt bằng cách là chườm đá cho trẻ. Cái này cũng không lên, tại vì là chườm đá làm trẻ lạnh, hoặc là dùng cồn chườm sẽ gây bỏng da và gây ngộ độc. Khi mà trẻ có co giật thì lại dùng cái vật cứng nhét ngáng vào miệng trẻ. Như thế cũng không nên, tại vì sẽ gây ra hiện tượng là có thể là gây tổn thương niêm mạc miệng hoặc là gây gãy răng cho trẻ. Một số phụ huynh tự điều trị cho con tại nhà mà không thăm khám, hoặc là dùng các đơn thuốc cũ, hoặc là xin đơn của các trẻ khác để tự ý điều trị cho con tại nhà. Cái này cũng không nên, tại vì là bệnh mỗi lần một khác nhau, mỗi trẻ một khác nhau. Việc hồi phục sau sinh mổ cũng sẽ lâu và khó khăn hơn so với sinh thường. Mất máu nhiều hơn, chi phí cao hơn và nguy cơ sản phụ bị nhiễm trùng hậu sản cũng cao hơn. Vì vậy, các bà mẹ sinh mổ cần phải lưu ý và cẩn thận hơn trong cách chăm sóc cơ thể, sinh hoạt hay chọn thực phẩm để mau hồi phục sức lực, nhất là khi vừa đau với vết mổ, vừa phải chăm sóc con nhỏ. Sau đây, điều dưỡng trưởng Phạm Thị Thu Đông, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những điều cần lưu ý khi chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe
Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các sản phụ về cái chế độ chăm sóc sau mổ lấy thai. Ngày đầu tiên thì sản phụ về khoa thì thường là sản phụ sẽ còn rất là đau. Thứ nhất là đau vết mổ, thứ hai là mình sẽ đau cái sự co hồi dạ con, và thứ ba là trong quá trình mổ thì mình cũng mất một lượng máu nhất định. Do vậy sản phụ rất là yếu, nên là ngày đầu tiên về thì chúng tôi sẽ lưu ý sản phụ. Thứ nhất là về vận động thì các mẹ thì nên là vận động nhẹ nhàng tại giường. Mình có thể co duỗi chân tay nhẹ nhàng, vận động nằm nghiêng phải, nghiêng trái. Và trong những lúc đó thì mình có thể là cho con bú mẹ để tận dụng những cái dòng sữa non đầu tiên. Cái vấn đề thứ hai, sau khi mà các bác sĩ hộ sinh mình rút xong tiểu thì mình ngồi dậy vận động nhẹ nhàng, rửa mặt, tết tóc, và mình chủ động uống nước ấm để mình được đi tiểu tiện lại sau khi mà mình rút xong. Cái vấn đề đấy cũng rất là quan trọng. Về dinh dưỡng thì các mẹ để ý là khi các mẹ chưa trung tiện được, tức là xì hơi, thì các mẹ cũng có thể được ăn cháo nhẹ dễ tiêu. Và ngày mỗi một bữa thì các mẹ sẽ ăn một bát nhỏ và chia đều ra làm 3 đến 6 bữa. Sau khi mà các mẹ để ý các mẹ trung tiện được, tức là xì hơi được, thì các mẹ sẽ có chế độ ăn cơm như bình thường và tăng cường ăn hoa quả để mình tránh táo bón. Ngày thứ 3 sau mổ thì các mẹ có thể là mình vận động đi lại với cường độ và thời gian tăng cường hơn. Các mẹ có thể đi lại trong phòng tự mình hoặc là có thể có người phụ giúp. Ngày thứ 4 thì các mẹ có thể vận động tận ra ngoài hành lang, ngắm cảnh, ngắm hoa đấy, và duy trì cái chế độ ăn uống. Sau khi mà các mẹ được xuất viện thì là có thể các mẹ sẽ ngày thứ nhất về các mẹ nghỉ ngơi, và ngày thứ hai thì các mẹ sẽ bóc cái vết mổ đấy ra và các mẹ tắm rửa như bình thường. Lưu ý khi các mẹ tắm gội thì thường là các mẹ sẽ tắm một hôm và gội một hôm, mình không lên tắm và gội cùng một lúc. Và các mẹ lên tắm dưới vòi hoa sen, không lên ngâm mình trong nước lâu, thì lúc đấy thì các mẹ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các mẹ đấy. Trong quá trình mà chăm sóc vết mổ thì các mẹ có thể là mình sẽ bôi kem chống sẹo và mình sẽ theo dõi vết mổ của mình. Nếu vết mổ có sưng nề hoặc là các mẹ có vấn đề gì, đôi khi mà có mẹ cũng bị kích ứng chỉ, lúc đấy thì nó cũng có những cái dấu hiệu sưng nề, đỏ đau, thì các mẹ sẽ đến viện hoặc các mẹ sẽ liên hệ với số điện thoại của khoa mà khi mà các mẹ ra viện và các cô đã hướng dẫn và đã ghi trong sổ. Theo như các bác sĩ về chuyên khoa dinh dưỡng đã hướng dẫn thì các mẹ cũng không nên kiêng khem nhiều. Thường là ở nhà các bà vẫn hay có những quan điểm là mình có thể là kiêng thịt gà để tránh, tức là bị mưng mủ vết thương, nhưng điều đấy là hoàn toàn không đúng. Các mẹ cứ ăn tích cực các cái thực phẩm, đặc biệt là các thực phẩm rõ nguồn gốc, ví dụ như thịt bò, thịt gà, chim, đấy, sườn, thịt heo và tôm. Đấy là những cái thực phẩm mà các mẹ thường thường là mình thường hay sử dụng nhất. Thời tiết thất thường khi giao mùa thu đông là điều kiện thuận lợi làm gia tăng các bệnh về đường hô hấp, trong đó viêm mũi xoang là bệnh thường gặp gây ảnh hưởng lớn đến công việc, học tập cũng như giao tiếp của mỗi người. Viêm mũi xoang là căn bệnh dễ mắc phải nhưng khó chữa, nếu không điều trị kịp thời sẽ chuyển sang giai đoạn mãn tính, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như áp xe não, viêm phế quản. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Đoàn Quốc Việt, trưởng khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên về nguyên nhân, cách phòng tránh và điều trị bệnh viêm mũi xoang khi giao mùa. Thưa bác sĩ, tôi hay bệnh viêm mũi xoang. Tôi muốn hỏi bác sĩ nguyên nhân gây bệnh mũi xoang là gì? Bệnh viêm mũi xoang là bệnh do viêm niêm mạc mũi xoang lần đầu, mà trước đó niêm mạc mũi xoang hoàn toàn bình thường. Bệnh thì có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là các cái nguyên nhân về nhiễm khuẩn, đặc biệt là những khuẩn vùng tai mũi họng như viêm họng, viêm amidan, viêm lợi, áp xe hoặc ngang lợi sẽ gây nên cái viêm xoang. Ngoài ra còn các cái yếu tố như về virus, các cái yếu tố về cơ học như là các cái dị hình về vách ngăn, dị hình hốc mũi, dị hình về khe giữa thì làm cản trở cái dẫn niêm dịch ở trong mũi xoang, gây nên viêm xoang. Yếu tố dị nguyên về nội sinh và ngoại sinh cũng gây nên cái viêm mũi xoang dị ứng, và đây là một trong những cơ bản. Khi thay đổi thời tiết hoặc là tiếp xúc với bụi hóa chất thì gây nên các cái viêm mũi xoang dị ứng. Ngoài ra thì còn có các cái nguyên nhân khác như là nguyên nhân về suy giảm miễn dịch, cái trào ngược họng thanh quản. Tôi muốn hỏi bác sĩ, bệnh nhân viêm mũi xoang có những triệu chứng gì? Triệu chứng cơ bản của nó thì đều có các cái dấu hiệu như sau. Viêm mũi xoang cấp thì thường có những cái ớn lạnh, sốt, có thể sốt cao, rét run, đau nhức vùng mặt,
các cái xoang tương ứng với các xoang bị viêm, ở vùng xoang hàm thì thường là đau nhức ở vùng mặt, xoang trán thì đau nhức trán, một số xoang sau thì đau nhức vùng gáy, vùng chổng. Thường thì những cái đau nhức này thì đau theo cơn, buổi sáng thì bệnh nhân thường đau nhiều hơn do đêm nằm ngủ thì nó ứ đọng dịch, buổi chiều thì sẽ giảm hơn. Thứ hai là cái dấu hiệu về ngạt mũi, thường thì giai đoạn đầu thì ngạt một bên, sau đó ngạt tắc mũi cả hai bên. Cái thứ nữa đấy là cái chảy mũi, thì cái giai đoạn đầu thì có thể chảy mũi trong loãng dịch nhầy, nhưng sau đó thì có nhiễm khuẩn thì có thể là chảy mũi màu xanh vàng đục và không hen lỗ khăn tay. Nói về cái biến chứng viêm mũi xoang, thường thì người dân rất là chủ quan. Thế chúng tôi đã gặp có những bệnh nhân biến chứng rất là nguy hiểm. Thì biến chứng thứ nhất của nó là các biến chứng ở khu vực lân cận, đấy là viêm xoang thì có gây nên viêm họng amidan, viêm tai giữa, đặc biệt là viêm tai giữa ở trẻ nhỏ. Nhà tôi có rất nhiều người bị viêm mũi xoang, nên là tôi muốn hỏi bác sĩ là cách phòng bệnh và điều trị cái bệnh này. Thì cái đầu tiên thì chúng ta phải điều trị đấy là làm sao cho bệnh nhân thở được, thì phải dùng các cái thuốc tại chỗ như là thuốc co cuốn rộng hốc mũi và bệnh nhân thở được. Thứ hai là chúng ta phải vệ sinh mũi bằng các cái dung dịch nước muối. Thế ngoài ra còn có cái thuốc tại chỗ như các cái nghiệm pháp về corticoid, khí dung tại chỗ để điều trị cho bệnh nhân. Trong cái trường hợp mà bệnh nhân có nhiễm khuẩn thì phải dùng kháng sinh. Còn trong một số viêm mũi xoang thì có thể chữa được dứt điểm, đấy là các cái viêm mũi xoang nhiễm trùng như viêm xoang do răng, viêm xoang do các cái yếu tố cơ học, phẫu thuật thì có thể điều trị khỏi hoàn toàn. Hoặc những cái viêm mũi xoang cấp lần đầu mà chưa chuyển sang mãn tính, thời tiết thay đổi thì bệnh nhân nên giữ ấm, tránh các cái môi trường khói bụi thuốc lá, và đi đường thì nên đeo khẩu trang. Cái thứ hai nữa là phải nâng cao thể trạng cơ thể, đặc biệt là ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Ngoài ra thì phải tránh các cái môi trường độc hại hóa chất. Đặc biệt là những cái trường hợp mà viêm mũi xoang do dị ứng thì phải biết cái dị nguyên và tránh cái dị nguyên đấy. Khi bị viêm mũi xoang điều trị không được tự ý mua thuốc, bởi vì cái tỷ lệ kháng thuốc tương đối lớn, đặc biệt là với cái viêm xoang mãn tính. Đái tháo đường là căn bệnh mãn tính gây ra bởi tình trạng cơ thể thiếu hụt insulin hoặc đề kháng với insulin. Hiện nay, số lượng bệnh nhân mắc đái tháo đường có xu hướng tăng và đang bị trẻ hóa. Đã ghi nhận nhiều bệnh nhân trong độ tuổi từ 30 tới 40 tuổi. Đái tháo đường gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh với nhiều biến chứng nguy hiểm, đồng thời là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Bệnh nhân Cao Thành Nam ở thành phố Hưng Yên, hơn 40 tuổi mới phát hiện ra mình bị mắc đái tháo đường cách đây vài ngày, nhưng chỉ số glucose trong máu lại rất cao, đã ở ngưỡng 15 millimol trên 1 lít. Hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà. Bệnh nhân chỉ đi khám khi phát hiện trong người có những biểu hiện bất thường. Tôi ở nhà có biểu hiện tê bì chân tay, mệt mỏi, ăn uống cũng kém. Đến bệnh viện Hưng Hà xét nghiệm thì phát hiện ra là bị tiểu đường. Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, số lượng người bệnh mắc đái tháo đường đến khám tại đây ngày một tăng, nhất là đối với nhóm người trẻ tuổi. Số lượng bệnh nhân khám và điều trị đái tháo đường tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà những năm gần đây có xu hướng gia tăng, nhất là sau thời gian giãn cách do dịch Covid-19, khiến mọi người được khuyến cáo là hạn chế đến bệnh viện. Các bệnh nhân đái tháo đường được khám định kỳ ở đây thì được cấp thuốc 2 đến 3 tháng một lần hoặc bỏ thuốc do không dám bệnh viện. Sau khi tình hình dịch ổn định, bệnh nhân đi khám lại thì thường có chỉ số đường máu rất là cao, khiến bệnh nhân phải nhập viện điều trị. Đái tháo đường type 2 thì trước đây chủ yếu là gặp người già, người lớn tuổi, nhưng hiện nay đang có xu hướng trẻ hóa. Ở đây thì chúng tôi đang gặp rất nhiều bệnh nhân ở lứa tuổi 30. Nguyên nhân là do lối sống hiện đại thì sử dụng rất nhiều đồ ăn nhanh, kém vận động, uống không đủ nước và tình trạng thừa cân béo phì ở lứa tuổi thanh thiếu niên diễn ra thì ngày càng nhiều, thường gặp ở những cái đối tượng mà có yếu tố gia đình, có các bệnh lý kèm theo như là bệnh lý tăng mỡ máu, tăng huyết áp, gút. Theo Bộ Y tế, bệnh đái tháo đường đang gia tăng nhanh chóng trên toàn thế giới, đặc biệt đối với các nước đang phát triển. Theo dự báo của Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ đái tháo đường trên toàn thế giới có thể tăng 54% trong vòng 20 năm, từ năm 2010 đến năm 2030. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo bệnh đái tháo đường là kẻ giết người thầm lặng. Bệnh gây ra những biến chứng nặng nề như mù lòa, cắt cụt chi, suy thận, tai biến mạch máu não, bệnh lý mạch vành đã trở thành gánh nặng bệnh tật không chỉ đối với người bệnh, gia đình mà còn đối với toàn xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia.
Để phòng chống bệnh đái tháo đường, chúng ta nên điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý, cùng với đó là thường xuyên tập thể dục để nâng cao thể lực và thực hiện thăm khám định kỳ. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cuộc Sống Khỏe số này của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.